bảo hiểm xe cũng vậy, đụng cái đụng chạy xuống coi cái người còn sống không, còn cái xe cháy kệ mẹ đó. Về nhà bóc điện thoại lên, alo công ty bảo hiểm à, gọi mua bảo hiểm cũng không cần biết là cái thằng bảo hiểm đó là ở đâu nữa. Ê, cái chiếc xe của tao đụng ngoài gốc cây bể banh chành rồi. Ồ vậy hả, rồi chụp hình gửi cho nó coi. Ok xong rồi, vài bữa lấy chiếc xe mới chạy, bỏ vô nhiêu do tùy theo cái hợp đồng mua bảo hiểm, không có cãi một cái tiếng nào đó. Đừng có chết người thì thôi, cứ đụng. Anh có nhiều tiền thì anh mua cái loại bảo hiểm nhiều tiền, anh có tiền có tiền, nhưng mà chắc chắn một điều rằng cái chiều mà đền cho người ta luôn luôn phải có đó. Quý nói cho quý vị nghe, không có cái kiểu mà xuống xe đó đụng tôi không có được, không có. Đụng cái đụng giục cái xe luôn, cái xe mới tinh luôn. Tại sao cái xe phải giục đầy ở ngoài đường? Anh ở xứ thiên đường, anh có tiền anh có được vậy không? Ở bên đó mày đặt nó, trời ơi, thiếu nợ lên núi ở không dám đâu, đi qua bên này cầu lại để được lên núi ở, không phải muốn có cái nhà trên núi, không phải dễ đâu má. Bắt đầu ngồi chắc là ngồi nghỉ ở trong ruộng, chắc ngồi suy nghĩ ra rồi mấy cái đầu đó nó ngồi chắc suy nghĩ, trời mình ở mà gọi là sang trọng là phải là có cửa kiến, có máy lạnh, đồ đường phố phải xe cộ chạy chớp tắt sập trên đó. Mấy cái chỗ mà đường phố mà đông đúc chừng nào mà xe cộ mà chớp đèn quán xá chừng nào, chỗ đó rẻ chừng đó. Còn cái khu nào mà yên tĩnh chừng nào mà cây xanh cây cối rừng thông đồ đồi núi, mẹ nó mắc gấp một chục lần ở dưới thành phố. Nhà mà còn sát cái mặt đường chừng nào nó còn rẻ tàn bạo chừng đó, ngồi mà suy nghĩ